Vâng, xin chào mừng bà con đã kênh Nhật Quốc Vlog của mình ngày hôm nay. Thì là đầu tiên xin cảm ơn bà con đã dành chút ít thời gian click vào xem video tiếp theo của mình. Thì chia sẻ bà con, hôm nay là thứ tư, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2022. Đó. Thì ngày nay cũng đẹp trời bà con. Đó, thì ngày nay mình bắt tổng thể là đúng chục con, 10 con. Đó. Thì bây giờ mình quay chi tiết 10 con nghé này cho bà con xem và tham khảo. Thì trong đó nó có Angus có, cọp có, ngay cái lai có, Deadman có. Nói chung là bên ngay cái nha bà con, mình là chuyên bên ngay cái. Đó, thì bây giờ mình quay chi tiết tổng thể hết 10 con nghé này cho bà con xem. Đó, bà con có nhu cầu bắt con nào thì cứ xem hết cái video của mình rồi tha hồ mà lựa. Rồi bắt đầu vào nội dung chính của mình nhé bà con. Rồi và về tiếp tục bà con. Đó thì trên xe này về được là tổng thể là 4 con. Đó thì còn 6 con kia nữa thì mình gửi lại cho bà con, gửi lại tại nhà nhà bà con đó, bà con bán bò cho mình đó. Thì mình gửi lại tại vì nhiều quá về không hết bà con. Đó, còn bây giờ là trước mắt là mình chở 4 con này về trước rồi mình báo giá từng con luôn. Đó, cho bà con xem và tham khảo. Đó, xe là xe đầu tiên. Đó, con bò kia mai mình mới trở về luôn nha bà con. Rồi, đó, đầu tiên là một con nghé cái Dromater. Đó, con này là con số 1 đi. Đó, mình đặt theo số nha bà con. Đó, tại vì 10 con thì mình cũng đặt theo số rồi. Để cho bà con dễ phân biệt và nhận dạng. Đó, con này là con Dromater. Đó, đỏ đẹp một mèo. Đó, cao khoảng 1m1. Đó. Chân tay to. Đó. Vú được 4 cái vú. Đó, cao dài của đơ. Đó, đầu trùi không sừng. Đó, thì con nghe cái Dromater này, đó con số 1 thì mình báo giá công khai là 14 triệu 500 ngàn. Đó, tại vì bò nhiều quá nên mình phải đặt theo số nha bà con, để bà con dễ nhận biết. Đó, mình quay toàn cảnh từng con luôn cho bà con xem. Đó, con này là giá 14 triệu 500 ngàn, con Dromater, con số 1. Đó. Rồi, tiếp theo một con nghe cái Angus. Đó, nói chung 10 con là đều là nghé cái hết nha bà con. Đó, thì con này nó dày, chân càng to. Đó, điều anh quýt này dòng anh quýt lông xù. Đó, chân càng con này, đó, cấp mình đó. Đây, dày dặn, bướm nó bự, một phần sinh sản to. Đó, cao dài. Đó, thì con này giá cũng công khai luôn, cũng 14 triệu 500 ngàn luôn. Đó, con này con số 2, con anh quýt số 2, con anh quýt lông xù. Đó, mình phân biệt để cho bà con dễ nhận dạng từng con từng con. Đó, mập mạp dày bò, giá 14 triệu 500. Đó, con Angus số 2. Đẹp dày dặn. Nói chung là nghe mình lựa là những con nghe tốt không nha bà con, đa số là nghe tốt. Đó. Ví dụ 10 con thì chỉ có sột sẹt một con nó hơi xấu xấu vào thôi. Nó có con này thì nó hơi xù xù, nó xấu xấu thôi, cho con đa số là đẹp điều hết. Đó, giá chỉ có 14 triệu 500 con số 2. Rồi tiếp theo con này con số 3 đó, cùng con nghe cá Angus luôn. Con này thì nó lớn tháng rồi đó, nó phải 9 tháng rưỡi 10 tháng rồi bà con. Nhưng mà chân tay to cao dài. Đó. Con này là cao nói chung cũng gần gần 1m2 rồi bà con. Đó. Nói chung là nó có được bộ xương. Mập thì cũng mập nhưng mà không ốm. Đó. Con sát thì cũng có. Đó thì con nghe cá Angus số 3 đây, mình báo giá công khai là 18 triệu 500 ngàn. Đó. Cái sát thì nó lớn nhất. Cao dài, em uống da bò rồi bà con, em uống tốt rồi. Đó, giá chỉ có 18 triệu 500. Này, con này là con số 3. Dòng nghe cá Angus. Đó, em uống cực kỳ tốt luôn nha bà con. Bò mình bán thì em uống là thôi khôi phải lo rồi bà con. Con nào em uống cũng tốt hết. Đó, to cao, con số 3. Rồi, tiếp theo một con nghe cái Simpaman bà con. Đó, con này là con số 4, con mèo mèo khối đen. Đó, rất là dày. Một nút luôn mà con, một cục thịt vậy là diêm dầu rồi tốt. Đó. Thì con số 4 này mình báo giá công khai là 13 triệu 500 ngàn. Đó. Con này thì cao 1m thôi. Đó. Còn non tháng nha bà con này khoảng cỡ 5 tháng. Đó. Con này con số 4. Giá 13 triệu 500 ngàn. Con nghe cái Simpaman. Đó. Dày thì thôi khôi phải vàng. Em uống rồi nha bà con, em uống cứng rồi. Dạ, nói chung nó cũng cứng bò rồi, nó không có như mấy con nghe non thì bà con sợ, cho nghe như thế này là bà con khỏi sợ. Đó. Giá 14 triệu 500 ngàn. Rồi, tiếp theo, đó, con nghe cái Angus, con này con số 5. Đó, nói chung bây giờ mình cứ quay rồi thôi để bà con nhận biết thôi. Dày dặn, đầu đẹp không sừng, đầu trụi đó. Của đơ. Đó, con này thì giá 16 triệu 500. Con số em chục dày gương mà cục thịt đó, nghe tàng mình nghe lựa không nha bà con.
Đó, con số nem giá 16.500.000. Đó. Ua, vậy mau vô giày nó hơi múa thôi bà con. Ua. Đó, con số nem giá 16.500.000. Đó, mình phân biệt theo số nha bà con. Bây giờ tả thì cũng bao nhiêu đấy thôi, chứ cũng có gì hết đỡ tả. Đó, thì mình chỉ quay về cho bà con xem và hình dung thôi. Đó, con số nem giá 16.500.000. Con này thì nó mới vô giày, nó hơi múa một chút. Đó, nghe này gì? Tốt bò. Đập bò. Đó, con này tương lai đập lắm nè bà con. Dày dạng. Đó, giá 16.500.000. Con số nem. Rồi, tiếp theo một con nghe cái Simfaman tiếp. Con này con số 6. Đó, mình nhờ mình phân biệt theo số đó bà con, tại vì bò nhiều quá mình không có thừa. Tả hết rồi cho bà con. Đó, con này sẽ tích nghiêm lửa đen luôn. Con này cao khoảng 1m1. Đó. Con số 6. Đẹp, đỏ đẹp, dày dạng. Đó, con này thì giá nhẹ thôi bà con, chỉ có 13.500.000 thôi. Đó. Con số 6. Đó, mình phân biệt theo từng con nhớ luôn cho bà con dễ nhận dạng. Đỏ đẹp. Đó, con số 6 giá 13.500.000. Simfaman, dày, đê đốc. Đó. Hàm mông đuôi thảo khô phải chơi rồi. Đó, dày dạng. Giá 13.500.000, con số 6. Đó. Rồi, tiếp theo con số 7. Đó, con này con anh cái anh Wood mẹ Pháp. Đó. Con số 7. Đó, mình nghe cái anh Wood thì mình nói chung là mình cứ đọc số thôi bà con, xem video bà con cũng hình dung được. Đó, con này chỉ có 12.500.000. Đó, con số 7. Giờ mình báo số rồi mình báo giá luôn nha bà con. Đó, bà con cứ xem hết bò bà con nhận dạng bà con biết. Đó, con này cao 1m lên em. Đó. Đa số là những con nghé mình lựa là những con nghé tốt nha bà con. Đó, giá 12.500.000. Đó, con này con số 7. Quá gì? Quá đẹp luôn, chân càng to. Rồi, tiếp theo, con số 8. Đó, con này con nghe cái anh Wood. Ui, dài như tàu lửa mà con. Đó, số 8. Nói chung bây giờ mình chỉ quay cho thôi bà con cứ xem và hình dung. Đó, chứ mình quay cũng rất là rõ ràng rồi. Đó, con này cao 1m1. Đó, thì con này báo giá công khai luôn. Đó là 15.500.000. Đó. Cao dài, dày bò. Đó, mở vô dài. Đó, giá 15.500.000. Ui, trời 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 trời. Con này khó chịu nhất là dài. Đó, giá 15.500. Mấy cái anh Wood coi sọc cọp sọc giọt. Đó. Rồi tiếp theo con số 9. Đó, con này con nghe cái cọp. Đầu cùi không sừng. Dày. Đó. Bò này con này cao 1m lên em. Đó. Con này con số 9. Đẹp không bà con? Nói chung là lựa 10 con nào cũng dày cũng tốt hết bà con. Đó. Thì con nghe cái cọp này mình báo giá công khai luôn. Đó là 14 triệu. Đó. Nói chung là bò này bà con mà nếu mà bắt hết trùm hết một lùm sa cạ bà con là chỉ có sa cạ chỉ có 12.300.000 thôi. Đó, có lớn có nhỏ. Đó, con này là giá 14 triệu. Con số 9 đẹp dây bò. Đó, giống nghe mình lựa là nghe tiếng không bà con, về cái giống y bài thôi chứ không có đường nào đặt hết. Đó, dày dạng mập mạp, giá 14 triệu. Con số 9. Đó, nếu mà ai bắt hết cả lùm, đó là giá sa cạ là 12.300.000. Đó, một con đủ đông. Đó là 10 con. Đó, ai có vốn thì bắt hết 10 con này về gà giống. Đó, 10 con này thì nó đều đẹp như nhau. Đó, giá 14 triệu, con số 9. Rồi, con cuối cùng, con số 10, con nghe cái rất man trụi. Đó, con này thì đó đẹp dày dặn. Đó, con này thì giá công khai luôn. Đó là 14 triệu. Đó, ngàn cái con trước luôn, là con này cũng 14 triệu. Đó, thì ngày mai mình về tiếp hai con nữa nha bà con. Hai con kia thì cực phẩm luôn, chứ đừng nói siêu phẩm nữa. Đó, một con nghe cái, hai con nghe cái anh Wood hết, nhưng mà hai con kia là siêu phẩm. Cực phẩm luôn chứ không phải siêu phẩm. 10 con này thì không đẹp bằng hai con kia rồi, hai con kia nó dày hơn. Đó, nhưng mà hai con kia thì mình quay chưa kịp, có gì để chiều mai mình làm video hai con kia sale. Đó, giờ trước mắt là mình báo giá công khai là 10 con này trước cho bà con xem và tham khảo. Đó, là tổng thể hết là 12 con đó mà bây giờ chỉ quay được 10 con thôi. Đó. Đó thì chi tiết 10 con nghe lại xem, thì bà con có nhu cầu bắt cái con nào cũng thấy
cảm thấy qua video đã thấy ưng con nào nhất thì cứ liên hệ số điện thoại trong trái màn hình của mình. Rồi, chúc bà con một buổi tối vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hẹn bà con trong những video tiếp theo. Rồi, bye bà con.